Ông đánh giá như thế nào về kế hoạch chọn dòng xe du lịch 6 đến 9 chỗ ngồi dùng tích dưới 1,5 lít làm dòng xe chiến lược mà Bộ Công Thương đã đề xuất? Sau khi đến đây, tôi đã thấy rằng thị trường ô tô ở Việt Nam khá giống với thị trường ô tô ở Nhật Bản. Quyết định mua xe của khách hàng dựa nhiều trên tâm lý của họ. Có thể người Nhật và Việt Nam cũng nghĩ đến những hình ảnh khi họ đi chiếc xe đó là bên cạnh là vợ, đằng sau là hai đứa con, và có thể hàng ghế thứ ba là chỗ ngồi của ông, bà hoặc người thân, và có thể họ sẽ nói chuyện với nhau trên xe như vậy. Về cơ bản, tôi nghĩ rằng dòng xe du lịch 6 đến 9 chỗ ngồi rất phù hợp để phát triển tại thị trường ô tô Việt Nam, cũng giống như là ở Nhật Bản đã từng. Nhưng ở Nhật Bản, hệ thống giao thông tốt hơn và đường rộng hơn. Tôi cũng nghĩ rằng dòng xe đa dụng này nên nhỏ hơn thì sẽ phù hợp hơn. Thêm yếu tố về giá dễ chịu hơn nữa, thân thiện với môi trường hơn nữa. Vậy theo ông, vai trò của việc chọn lựa ra một dòng xe chiến lược đối với sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô là gì? Có rất nhiều vấn đề đặt ra về dòng xe chiến lược. Tôi không nghĩ rằng đã đến lúc thuận lợi để nói về điều đó, nhưng sự chỉ đạo của Bộ Công Thương vừa qua là khá hợp lý. Theo tôi, chúng ta cần nội địa hóa ô tô hơn nữa, giảm giá thành sản phẩm. Vai trò của một dòng xe chiến lược là tạo ra một dòng xe chính, chủ đạo để vực dậy nền công nghiệp ô tô. Nhưng kiểu xe nào là phù hợp nhất thì hiện nay còn nhiều tranh cãi. Nhỏ hơn hay lớn hơn thì tốt hơn, 6 đến 9 chỗ hay là một kiểu khác. Điều này cần được thảo luận giữa các cơ quan chức năng, các nhà sản xuất để tìm ra đâu là nhu cầu thật sự của người tiêu dùng. Vì theo tôi, quan điểm của người tiêu dùng là rất quan trọng. Theo ông, làm sao để phát triển một dòng xe chiến lược ở Việt Nam? Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự ổn định của chính sách. Một khi những chính sách đã được xác định, chúng ta cần thời gian để thực hiện, để đầu tư vào nó và sản xuất ra nó. Tôi nghĩ chính sách cần phải ổn định trong khoảng thời gian ít nhất là từ 10 cho tới 15 năm. Ông đánh giá như thế nào về chính sách nội địa hóa ô tô của Việt Nam hiện nay? Và có một số ý kiến cho rằng chính sách này đã phá sản. Ý kiến của ông như thế nào? Tôi không phải ở vị trí đó để có thể nói về kết quả của chính sách nội địa hóa, nhưng ít nhất Toyota là công ty có rất nhiều nỗ lực trong việc nội địa hóa ô tô và luôn cố gắng làm điều này nhiều nhất có thể. Hiện nay, dòng xe Innova của chúng tôi đã có được tỷ lệ nội địa hóa cao nhất ở Việt Nam với 30%, nhưng như vậy là chưa đủ. Chúng tôi cần rất nhiều vấn đề để nội địa hóa hơn nữa. Tôi cũng không rõ ai đã nói rằng chính sách nội địa hóa ô tô đã thất bại, nhưng tôi cho rằng ở khía cạnh này thì người nói đã thành công, và ở khía cạnh khác thì có người nói không. Nhưng ít nhất đối với chúng tôi thì đã thành công trong việc tăng tỷ lệ nội địa hóa đối với dòng xe Innova. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi.